Nam Gamer khoanh tay xuống nước xin lỗi nghệ sĩ Chí Tài và chị bé heo. Không còn hùng hổ như trên mạng xã hội, Nam Gamer đã lên tiếng xin lỗi đến cố nghệ sĩ Chí Tài và chị Phương Loan. Sau khi tiễn biệt danh hài Chí Tài lên chuyến bay cuối cùng về Mỹ an táng, bên cạnh những lời tiếc thương đau nhói trong tim thì vẫn còn một Nam Gamer gây phẫn nộ khi có những lời lẽ xúc phạm đến gia đình cố nghệ sĩ. Trong đoạn clip trên trang cá nhân, người đàn ông cuồng cuộn cơ bắp này thể hiện sự không đồng tình khi gia đình đưa linh cữu năm danh hài bạc mệnh về Mỹ. Giữ đúng lời hứa, sáng nay rất đông các sao Việt như Huỳnh Phương, Hoàng Mèo, Quách Ngọc Tuyên, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đã đến địa điểm kinh doanh của chàng trai này để làm rõ phải trái. Họ đã chọn cách giải quyết trong hòa bình và yêu cầu Nam Gamer từng phát ngôn đụng đến người đã khuất và đến bậc đàn anh được nhiều người kính trọng. Tuy nhiên, vì người dân hiếu kỳ tập trung quá đông, lực lượng chức năng đã có mặt để giữ trật tự nơi công cộng. Sau đó các nghệ sĩ đã vào khu vực bên trong để giải quyết vấn đề với nhân vật gây sóng gió trên mạng xã hội những ngày vừa qua. Sau khi được các nghệ sĩ dạy dỗ cho một trận và tặng kèm cuốn sách đạo đức lớp 1 và sách giáo dục công dân, Nam Gamer đã lên tiếng xin lỗi đến nghệ sĩ Chí Tài và chị Phương Loan. Duy Nguyễn khoanh tay và xuống giọng: "Em xin kính chào chị bé heo, chào quý anh chị em nghệ sĩ. Trong livestream vừa qua, Duy có phát biểu sai, không đúng, bình luận không hợp lý về đám tang của anh Chí Tài. Duy nhận và một lần xin lỗi thành khẩn đến vong linh của anh Chí Tài, các fan của anh Chí Tài trong và ngoài nước." Là một trong những người rất tức giận về phát ngôn của Nam Gamer, các Phượng cũng tìm đến tận nơi của người này để bắt Duy Nguyễn nhận sai và yêu cầu phải xin lỗi về những gì mình đã gây ra. Nhưng đến em thì cái tình và chữ người nó không còn nằm trong cái gọi là nghệ sĩ của anh em chúng tôi. Chúng tôi muốn nói chuyện với em một cách hòa nhã nhất có thể, vì với tôi một người sai là đủ. Và sự việc này mong em thay đổi cách ăn nói với tất cả mọi người. Sau này trong cách nói chuyện đừng xúc phạm đến bất kỳ ai, dù đó là trẻ con. Huống chi đây là anh Chí Tài, một nghệ sĩ của bao thế hệ khán giả yêu mến. Hơn nữa khán giả đang rất yêu thương chị bé heo, yêu thương gia đình nhỏ của anh Chí Tài. Đừng đụng đến nghệ sĩ. Anh Tài an nghỉ nhé. Tụi em biết anh cũng không muốn lớn chuyện. Dòng trạng thái mới của các Phượng: "Lúc em bắt tay chào tôi, ôm tôi, tay em lại ngắt và rất run. Tôi hiểu một điều, em đã rất sợ. Lần sau nếu còn tiếp tục xúc phạm đến bất kỳ ai thì chúng tôi không dám hứa là sẽ có cuộc nói chuyện nhã nhặn như thế này lần nữa." Bên cạnh đó, nghệ sĩ các Phượng cũng tiết lộ nhiệm vụ mà nghệ sĩ Hoài Linh giao phó, đó là đảm bảo cho anh chị em nghệ sĩ tới nói chuyện với Nam Gamer, giữ được bình tĩnh, không manh động. Cụ thể các Phượng viết trên trang cá nhân: "Vì có một người không bình tĩnh thì sự việc sẽ có thể nặng nề, và em cố gắng hết khả năng cho cái sự bình tĩnh này của em để các anh em không manh động. Anh cũng biết bản tính em rất nóng đúng không? Với lại em biết anh Chí Tài cũng không muốn lớn chuyện." Ngay sau khi bài viết được đăng tải, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận khen ngợi cách xử sự hợp tình hợp lý của các Phượng và các nghệ sĩ. Đáng lẽ là phải xin lỗi trước khi các anh chị nghệ sĩ đến mới phải. Lời nói không mất tiền mua, lỡ lời mà nói cho vừa lòng nhau, sau vụ này nó càng nổi tiếng thêm. Thôi chị các ơi, xử sự hợp lý, hợp tình, nhẹ nhàng, văn minh mà không cần động tay động chân như này là đẹp rồi. Bạn Gamer kia chưa đi nha, lần sau ăn nói cho cẩn thận một chút. Không hiểu nổi sao cậu đó có thể nói ra những lời như thế. May là các nghệ sĩ xử lý nhẹ tay, chứ gặp người khác là ăn đòn rồi. Vụ việc cũng xong rồi, mỗi người nên để nó trôi qua đi thôi. Mặc dù nhiều cư dân mạng bày tỏ sự tức giận, song một số khác cho rằng vụ việc đã được giải quyết nên cho qua để cố nghệ sĩ Chí Tài có thể được an nghỉ.